Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái chương trình là tạo benchmark trên DZ Controller cho máy Panasonic MPM. Trước tiên chúng ta sẽ vào phần lập chương trình. Chọn thư viện như bình thường và chọn file kết. Chương trình trước tiên ta phải đi tìm hiểu wall size của cái server này là bao nhiêu. Wall size 300 200. Bây giờ chúng ta sẽ, đây là cái chương trình có hai mặt, mặt bán và mặt thành, thì chúng ta sẽ vào tạo button type. Xóa cái V1 đi. Bây giờ chúng ta có hai pattern tài. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo pattern group. Phẩm thì mình sẽ cho nó đây nhá. Chọn là điểm này 33 15.6, 33.1 15.6, x là 33.1, y là 15.6 phương, 2 là 267.5 96.6. Thêm một cái mặt bán hình tập nữa. Và 10.1 156. Điểm mắc. Ok. Giờ mình sẽ bán linh phẩm thì mình sẽ cho là nó là mắc của bán linh phẩm luôn. Ok. Rồi. Vậy là mình đã có cái chương trình của hai cái bản mạch đầu tiên. Thì mình sẽ tạm thời chúng mình sẽ lưu lại sau lại mình sẽ nhân ra sao cho các bạn xem. Là mình có thể nhận được. Bây giờ mình sẽ tiến hành là thêm cái điểm thêm cái điểm benchmark cho nó nhé.
Thì đây mình sẽ lấy đại một cái vị trí nào đấy ở ngay con linh kiện này nhá, ở đoạn đơn gần đây chẳng hạn, tại cái vị trí mình chỉ này. Thì các bạn cứ nghĩ đây là có một cái điểm nào đó để mình có thể nhận dạng được là cái điểm vết mắc nhé. 3422 thì mình sẽ chọn là 3422 nhỏ thôi. Benji Black đi. Ok, đây vậy là mình đã có một cái điểm mắc ở đây nhá. 36120. Đấy, mình sẽ lấy một điểm ở đây nữa là một cái điểm vết mắc nữa là 6. Mình đây là bằng thành phẩm 3422 thì mặt cái này mình sẽ là 36 120. Ok, nó ở đây 36120 nó ở đây nhá. Thì cái mặt thành phẩm mình chưa có đúng không ạ? Thành phẩm mình chưa có thì mình 3422. Đây, vậy là mình đã có một cái chương trình như thế này rồi. Mình sẽ lưu lại. Được chưa? Vậy là mình có chương trình rồi nhé. Thì bây giờ mình vào phần project này. Ra project nhé. Đây, vậy là mình đã có cái chương trình rồi. Đây, đơn giản là chỉ thế này thôi. Tí nữa mình sẽ nhân nó ra sau. Giờ các bạn sẽ cài đặt các cái thông số mình chạy xe nhé. Mà chỉ thực tế. Hai phần em vừa sau đi bên mạng đã xong một cái chương trình nhé. Vậy là mình đã hoàn thành cái chương trình có phép mắc và không báo lỗi gì cả. Thì để tiếp theo thì mình muốn nó cycle time nhanh hơn ấy, thì các bạn có thể là vào chỗ sau. Còn bây giờ mình sẽ chỉnh sửa cái phần chương trình này nhá. Bây giờ các bạn phải dây nó ra. Thì để nhân toàn bộ cái từng vết từng pattern một ấy, thì chúng ta cần trước tiên chúng ta cần phải biết là cái khoảng cách từ cái con này đến con này là bao nhiêu, y là bao nhiêu, cái khoảng cách con đầu này đến con này là bao nhiêu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy nhá. Thì ở đây có quý thước này thì các bạn có thể đo quý thước ở đây. Đây các bạn có thể nhấn vào điểm đây, các bạn lấy cái từ cái điểm này đi tới cái điểm này nó là bao nhiêu, 15.2. Ok, 15.2 thì mình bây giờ mình array từng cái
Edit. Set này. Add này. Thành phẩm. Mình nhìn một đi. Điểm nữa. Ví dụ vẫn là cái điểm đấy đi nhá. Bảy chấm tám và 15.2. Mình phải đếm cho nào nó bao nhiêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ok, vậy là mình đã nhân xong rồi nhé các bạn nhé. Một mặt bán hình phẳng. Hoặc là hình phẳng. Bây giờ là mình chuyển sang cái mặt này, mình sẽ nhân tiếp. Cũng như vậy thôi. Mình đã có khoảng cách sẵn ở đây rồi. Mình add thêm vào. À, mà mình chưa xóa cái con đầu tiên đi nhé. Đây, mình phải xóa cái con đầu tiên này đi. Nó lỗi mất. Vậy là mình đã có cái chương trình mà có cái bitmap rồi nha các bạn nhé. Tiếp theo thì mình phải cài đặt cho nó, cài đặt lại cái pattern offset này cho cái mặt bán hình phẩm này, nó phải về với cái pattern group này. Mình phải edit lại. Đây có cách nhanh nào các bạn, chỉ cần nhấn vào con kia, nhấn shift, quét xuống đây edit này thì là chọn cái này là nó sẽ chuyển về hết nhá. Chưa ngộ ra cái đoạn này. Ok, đâu đi thì bạn save nó lại. Anh lưu nó lại nhé. Sau đó thì các bạn muốn nó đây, cái ST của nó rất là cao nên các bạn muốn nhanh thì các bạn vào lấy mark grid này. Thì các bạn chọn nó mark idle để cho nó chia ra nhiều feeder hơn. Đấy. Các bạn chọn cái chế độ exhaust timer mode và các bạn optimize lại. Đây như thế này thì nó sẽ tự căn chỉnh lại cycle time cho các bạn nhé. Mình tạm thời hướng dẫn các bạn thì mình sẽ tạm dừng tại đây. Đây nó sẽ có nhiều feeder hơn. Chết. Đây nó có nhiều feeder hơn để cho các bạn sẽ làm rất là nhiều feeder. Simulate lại. Các bạn loát lên line. Đây, loát lên line. Thì mình ở đây có 3 line. Thì mình sẽ loát lên line. Up line đi DPD nhá. Ok. Đấy,
mình sẽ mở cái phần VPD này. Đấy, E này. Còn vậy đây 8781 đây. Benchmark đã có chương trình. Đã xong, xong thì các bạn nhấn vào đây, các bạn load ra máy là được. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký để mình có thể làm thêm cho các bạn những cái video tiếp theo nhá. Đây mình sẽ vào cái phần benchmark cho các bạn xem. Đây là cái benchmark. Đây, benchmark của mặt bán thành phẩm rất là nhiều luôn. Xem nào. 150 con. 150 con. Ok, xong. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nhé.